Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em một câu chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Đó là ở Pháp, có một người đàn ông đã nghiền nát bánh thánh khi rước lễ. Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022 vừa qua, tại nhà thờ Chúa Thánh Thần, quận 12 Paris, khi cho rước lễ, cha Simon de Valac đối diện với một người đàn ông. Sau khi rước lễ, ông đã nghiền nát bánh thánh và đã vứt xuống đất. Với giáo hội, đây là một hành vi hung bạo, một xúc phạm nặng cần có một thánh lễ để đền tạ trong vài ngày sắp tới. Kính thưa quý vị và anh chị em, khi rước lễ, một người đàn ông đến đưa tay nhận mình thánh Chúa, nhưng thay vì đưa vào miệng, ông ta đã đưa lên ngang mặt và nghiền vụn trước khi thả xuống đất. Cha Simon vẫn còn bị sốc khi kể với một trang báo. Đó là thánh lễ vào lúc 11 giờ sáng, có rất nhiều người tham dự. Khi người đàn ông này đến gần, tôi không thấy có gì đáng nghi cả. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng. Ông cầm lấy bánh thánh, đưa lên mặt và bóp nát như bóp một chiếc bánh. Cha Simon kéo chiếc áo khoác của ông và giữ ông lại. Ông nói, để cho Nadia, rồi biến vào đám đông. Cha xứ kể tiếp, như thế đây là hành động đã được suy nghĩ, tính toán trước. Tay của ông hơi sưng, có một vài vết thương như thường gặp nơi những người dùng ma túy hoặc rượu quá mức. Nhưng ông hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó, cha xin giáo dân lùi lại để cha đi lấy cái chén nhỏ, nhặt những gì còn có thể nhặt. Như quý vị và anh chị em đang thấy hình ảnh mà ông ta đã nghiền nát bánh thánh. Tôi cố gắng làm để mình thánh không bị nát nhiều hơn trước đó. Linh Mục nhắc lại, việc phạm đến mình thánh Chúa thì nặng hơn là xúc phạm các ảnh tượng hay ăn cắp oi tiền. Đây là tội nặng nhất trong các tội vi phạm đến phụng vụ và bí tích. Nhiệm thể Chúa Kitô là kho tàng của giáo hội. Đầu năm nay có rất nhiều vụ đập phá ảnh tượng, xâm phạm nhà thờ tại Pháp. Cha Simon thấy đây là làn sóng tấn công của ma quỷ, như đã từng xảy ra trong suốt lịch sử. Quyền lực của sự dữ tuôn ra, đó là thử thách để giáo hội phải tin tưởng vào Chúa và nhớ rằng ma quỷ đã bị Chúa Kitô đánh bại. Người đàn ông làm việc này là dưới tác động của ma quỷ. Cuối thánh lễ, cha Simon giải thích cho cộng đoàn chuyện vừa xảy ra. Cha nói, những người ngồi xa thì không thấy cảnh này, nhưng các em bé đã ngồi hàng đầu, đã thấy và không chắc các em đã hiểu chuyện gì. Tôi quyết định mang mình thánh Chúa khi ra khỏi nhà thờ. Chúng tôi đi qua dân Chúa với nhiệm thể tan nát của Chúa. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau thánh lễ, cha xứ cho bánh thánh vào nước để pha loãng. Cha Simon giải thích, sau đó chúng tôi đọc lời cầu nguyện và hòa nước này với đất. Nhiệm thể Chúa Kitô không bị vứt bỏ dù bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Còn về mặt thiêng liêng thì sẽ có thánh lễ đền tạ trong vài ngày tới và sẽ được cha xứ hoặc cha tổng đại diện cử hành. Chúng tôi sẽ nhân dịp này để giúp giáo dân và trẻ em có một cái cảm nhận đúng đắn về sự thiêng liêng của nhiệm thể Chúa Kitô. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho giáo hội Pháp cũng như toàn thể hội thánh của chúng ta trên toàn thế giới. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.